Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái món ăn phổ biến thông dụng của người Hàn Quốc mà mình nấu theo cái kiểu của người miền Tây của Việt Nam mình, đó là bánh canh mặn. Thì người Hàn Quốc gọi món này là cái bánh bột gạo đó mọi người. Thì người ta thường là ăn cay nè, người ta làm ăn với sốt cay, hoặc là có thể người ta ăn với chiên hoặc là xào, làm những cái món đặc trưng của người Hàn Quốc. Còn người Việt Nam mình thì không có ăn món này, mình nấu món này giống với bánh canh người miền Tây. Nguyên liệu mình gồm có là xương để mình nấu nước ngọt đó các bạn, rồi thịt băm và nước một tí hành, rồi nước cốt dừa thì không thể thiếu ha. Và bên cạnh đó là bánh bột gạo của Hàn Quốc và một số gia vị như muối, đường, bột ngọt, hạt nêm. Thì bắt đầu mình vào bếp mình làm nha. Bây giờ mình ướp trước, ướp cái thịt băm của mình cho nó thấm đó mọi người. Mình cho hành nè, thì tiêu nè, bột ngọt nè và tí muối, đường để cho nó thấm gia vị cho cái miếng thịt của mình nó được ngon hơn. Và các bạn ướp theo khẩu vị gia đình của mình nhé. Sau khi mình ướp xong thì mình trộn đều lên cho nó thấm gia vị các bạn. Và tiếp tục thì mình làm cái công đoạn tiếp theo, đó là mình nấu nước súp, mình nấu cái nước ngọt đó mọi người. Thay vì mình chỉ cần nấu với thịt băm thôi mà mình có mua xương nè, cho nên là giờ mình để xương vào mình nấu nước ngọt để cho nó ngọt hơn. Mình để nước sôi lên rồi mình hả để thịt vào cho cái nước của mình nó được trong đó mọi người. Mình nấu cho nó ra nước ngọt và mình gấp xương ra, mình để xương riêng. Có thể nấu món khác hay là gì tùy thích, hoặc là các bạn có thể để chung vô luôn cũng được. Còn ở đây thì mình chắc ra mình lấy nước thôi. Chắc qua cái nồi nhỏ hơn mình lấy nước và mình nấu cái món của mình. Đó. Mình nấu lên cho nó sôi lại mọi người. Rồi mình để thịt băm vào. Mình vo viên lại ăn cho nó dễ á, cho tiện khi mà mình múc với mọi người. Món này ăn cực kỳ ngon các bạn, rất là ngon. Mà quan trọng ngon á, là không phải là cái bánh gạo Hàn Quốc mà là cái nước mình nấu nó béo á, mọi người. Mình nấu dùng nước cốt đặc á, nó béo á, rồi thịt á, thì nó ngọt á, thì nó rất là ngon. Khi mà mình vo thịt xong á, mình để bánh gạo vô các bạn, để cho nó mềm á và cho nó chín hẳn ra thì mình để vào luôn. Mình đậy nắp lại cho nó sôi thêm ha một tí ha. Và cuối cùng đó là mình cho nước cốt vào. Nước cốt mình đã chuẩn bị sẵn thì mình
cho vào và mình nêm lại cái gia vị cho nó vừa ăn với khẩu vị của gia đình mình đó. Chúng ta nhấc xuống và thưởng thức thôi mọi người. Món này ăn rất là ngon các bạn. Chúng ta thử thấy bánh gạo nó mềm á thì chúng ta nhấc xuống. Video chia sẻ của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món đó là đậu phộng nước cốt dừa. Món này có thể vừa ăn chơi vừa tiệc tùng, rất là ngon luôn các bạn, mà cũng dễ làm nữa. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất từ mình nhé. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.